Chị Nhung ơi, em không cần chụp ảnh cầu kỳ gì nhiều, chị cần chụp giống như các bạn. Khách của chị make up xong mà hay chụp lên ý, thế thôi thì chi phí thế nào ạ? Ôi chi phí thế thì cực kỳ đơn giản nha, chỉ hơn phí make up một xíu xíu thôi à. Và chỉ sau vài tiếng make up ngắn ngủi, thế là bạn ý đã có bộ hình thành avatar lung linh như hình ở đầu video mà Nhung đã show. Và bây giờ thì cùng xem cách làm thế nào để biến hóa một gương mặt không rõ nét trở nên trẻ trung, ngọt ngào và tràn đầy sức sống như thế kia. Đầu tiên là màu mắt Nhung vẫn sử dụng màu nút tông camel hơi cam để nhấn 1/2 đôi mắt sau và kẻ bọng mắt, dán mi từng cụm như bình thường mà Nhung vẫn làm. Lần này với những sản phẩm mới, Nhung đã thao tác dễ hơn nhiều trước đây. Ví dụ như treo kẻ mắt dạng tuyếp này, có hai cây cọ đi kèm tô được vào từng chân sợi mi, khiến sợi mi dày hơn một cách tự nhiên. Các bạn nhớ đường nhấn ở trên đường nhũ sẽ giúp mắt sâu hơn và cùng tông với mắt. Trước khi đánh nhũ mắt hạt to thì cần dặm mờ bằng nhũ mắt hạt nhỏ trong bảng màu mắt. Hàng mi dù thẳng thế nào cũng không thể thoát khỏi uốn mi nhiệt, giúp mi cong bền cả ngày. Chỉ với vài lần chuốt như thế này các bạn có thấy không nè? Nhớ chuốt đều, cong uốn cuộn nó thành hình chữ C chứ đừng để bị gãy hình chữ L nha. Tiếp theo là dán mi từng cụm đan xen tia chéo và tia ngắn so le nhau, mi dưới từng sợi là mi tia chữ Y. Trời ơi, lần này quay tại cửa hàng 10 không được nét lắm, mọi người thông cảm, để lần tới Nhung sẽ set up ánh sáng quay lung linh hơn nhiều nha. Một loáng là xong nền với những dụng cụ nhanh chóng. Lần này Nhung muốn giới thiệu đến mọi người bảng khối cực kỳ tuyệt đỉnh, có cả highlight, màu tạo khối mũi, khối hàm và cả má hồng trong cùng một bảng, có hai tông màu nha, tiện dụng và màu lên nâu lạnh rất hợp với người Việt. Tiếp theo đây là Nhung sử dụng highlight ánh kim hơi có ánh tím. Chiếc highlight này thì bắt sáng cực kỳ nhưng giá thành của nó cũng khá cao so với một chiếc highlight nội địa xứ Trung. Đây là những thao tác nhanh gọn mà Nhung tạo khối nhân trung và đường cong cho đôi môi dưới. Từ ngày có chiếc cọ má này thì mọi màu má trở nên baby và nhẹ nhàng trong trẻo hơn. Các bạn có nhìn thấy nó đặt đúng những đường màu má cần đi qua và tự nhiên hết sức không nào? Tiếp theo là đường chỉ môi cùng tông với má. Đường chỉ môi vừa là lớp lót để bớt bay màu ở phần khung và tạo đường khung rõ nét, khiến cho chúng ta tô son không bị tô quá và dàn trải đôi môi ra. Đương nhiên phần đậm vẫn ở trong và nhạt dần vẫn ra ngoài nha mọi người. Đừng quên chút son bóng cùng tông để khử đi phần nhăn của đôi môi. Chính cây son hai đầu tiện dụng này sẽ khắc phục được toàn bộ khuyết điểm từ đôi môi khó nhằn nhất. Nhung đã thử rồi nhưng màu son này hợp với tất cả các loại tông màu và đôi môi nhiều khuyết điểm cỡ nào nha. Các bạn cùng ngắm nhìn thành quả của cả team Nhung suýt trong 2 tiếng make up và chụp hình nè. Cảm ơn mọi người đã xem video của Nhung.